tất cả mọi người đã quay trở lại với Tomo TV. Thôi tiếp đi. Sao này? Thổ to à? Tao đoán đúng, nó đập đây thì là được, chơi luôn. Sợ gì? Tao đang đang bên nào nhỉ? Trên đây thì hên xui à? Đi giả hên xui. Ha ha ha!
thế thì cái này cười à? Mày. Ây. Ba ngấn. Ui, wow. Đéo ơi. Ui, ra mới xem ạ. Ui, có chưa? Ôi. Cao cấp à? Bóng bay cao cấp đấy. Siêu cao cấp đấy. Thấy chưa? Có chưa? Không im để ta đang bơm xem nó to đến mức nào. Còn nó to lắm. Chưa ăn thua gì đâu, nó có 3 lớp 4 lần này cơ, mẹ tâm bơm một quả to rồi. Chân trọng luôn. Dở à. Ủa, hết, hết tét nước, hết tét nước. Ôi, nổ đây. Không nổ đâu. Nổ. Không nổ đâu. Ui. Đấy đi chơi, nổ, con thơ thì nổ. Ôi. 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 Bơi giỏi, bơi cạn. Không, bây giờ bơi mày, à? Mày bơi giỏi, mày lặn giỏi. Tao mày thi xem thằng nào lặn lâu hơn. Trời ơi, sợ gì. Đây xem thằng nào lâu hơn. Anh tuổi gì, ai thắng được tiền gì. Ô, bần kê. Nhớ nha. Ừ, nào. Chọc trước anh bà trời. Nào, từ từ, 1, 2, 3 nhé. Đâu rồi? Thôi rồi. Hòa. Hòa. Tao lên mày cũng lên. Em lên sau. Tao lên mày cũng lên, tao vừa thằng lên cái mày cũng lên, mày phụt nước à? Đừng có điêu. Tao lên mày cũng lên. Hòa. Không biết. Em lên sau. Này đừng có chơi đều. Hòa. Trời ơi. Nước đâu? Đây. Điêu, mày chơi bẩn. Trả đây. À. Trả tiền. Điêu gì mà điêu? Ai chơi bẩn chơi uống hết nước hả? Anh có bảo là được, anh có bảo là không được uống nước đâu. Ê ê ôi trời, quả ra đi về. Sao chó lại chơi bẩn nhá mày? Mày nhớ đấy. Đi về, về vừa kêu hả? Con chó này mất à, mày lừa tao. À. Em đi làm rồi, về nhà. Sao mà vào được? Chịu cổng. Tay tao thì quế. Chịu được hết. Chịu được à? Chắc được. Chịu đi. Sao được? Một tay à?
biết to không? Không. Con ta nó cắm một chim đấy. Ôi nè. Mắc quần đâu rồi? Mắc máu. Mắc. Xuống đây là tao chết toay đấy. Ui. Nhanh lên. Chứ mày làm nào để tao xuống được? Gọi mẹ mày đi. Em đi làm. Chìa khóa đâu? Chìa khóa để mở kiểu gì? Ôi, tao ngứa mũi quá. Đau tay. Nhanh lên. Làm nào bây giờ? Ây. Mỏi chân quá. Sao cái cổng nhà mày sắc thế? Ê. Ui, ngã chết tao đấy. Không chết đâu. Thế làm thế nào tao xuống được? Tao ở đây đến tối à? Nhảy xuống đi. Nhảy được cả mắc đít rồi. Thì em kìa cắt rồi nhé. Cắt thì tao ngã. Nhanh lên. Gọi cứu cập, cứu 115 nhanh lên. Đây. Cái gì đây? Cầm cho em cái này. Để tao vào tay đâu, tay tao đau. Mày làm gì đây? Để em cấp cứu. Ấy đừng có cắt hỏng quần cắt. Tao không cắt đi, anh tra kiểu gì. Ây. Ui. Cửa nào. Ây. Chéo nha. Đừng. Sao quá. Ui. Thật tạo nguy hiểm lắm. Ui. 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 Ui đừng. Ui. Chết toay đấy, ngã chết toay đấy. Ây. Ui. Ở im cả vừa đâu. Anh cứ chăn đi chị. Này, nhưng mà tao ngã xuống đi. Chứ tao gãy nốt tay nữa đây. Đừng. Em ơi. Thì mày gọi cứu trợ đi. Em là cứu hộ mà. Em cứu chơi đi. Cứu hộ xuống. Ui. Làm nào gãy nốt tay tao đấy. Tao vừa gãy một tay, gãy nốt tay nữa thì làm nào. Ui. Mệt quá. Gì đây? Nó bị mắc.